Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác và hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2024 thì chiều ngày hôm kia thì bên shop em có về được 8 cái thùng hàng của hàng từ bên Nhật ship máy bay về thì trong đó thì có những chiếc DAC, có những chiếc đầu CD và những chiếc MD giải mã đây là hôm nay em sẽ khui cho các bác là 5 cái món hàng thì trong đó có một chiếc đầu CD của Pioler và hai ba chiếc DAC và một chiếc đầu MD giải mã. Và để ở phần uh, chi tiết video ngày hôm nay thì em vẫn làm cái chương trình đoán ba số cuối của cái tờ tiền 5.000 thì phần quà đó là một chiếc DAC của Soli. Một 1... cái đèn nháy theo nhạc thì các bác sẽ bình luận cho em ba số cuối của cái tờ tiền 5.000 vào video này. Thứ hai cho em xin nút like video. Và thứ ba các bác bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng review chi tiết cho các bác về những sản phẩm thiết bị bên em. Và đây là số điện thoại hotline duy nhất bên em các bác nhé. À đây là cái tờ tiền 5.000 em đã che đi ba số cuối đây. Còn số điện thoại hotline thì nó ở góc bên trái màn hình 09667 23489. Thì bây giờ em sẽ khui nhanh năm cái món hàng này ra hàng bên em thì ship máy bay từ bên Nhật về thì nó cũng chỉ có như thế này thôi ạ à. toàn thùng cắt tông Đó. rất đẹp đây là một con đờ lông DA310 USB và con này là một con DAC của của Ý Đó. thùng từ Tokyo về các bác này và bây giờ thì em sẽ khui nhanh năm cái món hàng này ra các bác nhé Vâng thì em cũng đã khui tất cả những cái món hàng này ra và bây giờ em sẽ giới thiệu báo giá chi tiết và review chi tiết cũng như là nói cái chức năng của tất cả những cái món hàng và hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác thì trong đó sẽ có là hai chiếc đầu MD giải mã 24 bit, một CD giải mã 24 bit và bên này thì nó sẽ là ba chiếc DAC giải mã độc lập 24 bit và 32 bit. Đấy. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc đầu Đờ lông DA310 USB Con này thì máy nó về full thùng xốp đây các bác nhé Đây cái thùng của nó đây Và cái số seri của thùng đây 201873 Em cũng sẽ quay luôn ạ 201873 Máy và thùng là trùng seri Và con này thì nó được sản xuất vào năm 2019 Đường vào của nó thì nó gồm có là hai đường hai đường quang từ tivi vào này Một đường giải mã từ máy tính này Một đường sen đồng trục này đường Avera này và con này nó dùng cái cái nguồn adapter 12 trên 2,8V và con này được nó ráp tại Trung Quốc tất cả con này rất đẹp nha các bác nhá mặt nắp trên là nhôm này ở dưới cũng là nhôm này và con này thì nó có cái màn hình hiển thị là rất là sáng các bác nhá không bị mờ cũng không bị mất nét đấy và đây là có lúc nỗ phone 6 ly các bác có thể chỉnh volume được và cái phụ kiện của nó đây phụ kiện của con DA310 USB thì máy đó là gồm có sách hướng dẫn này, hai quyển này. Một bộ nguồn adapter đây thì cái nguồn adapter này thì là nguồn zin đi theo đầu. Và cái nguồn này các bác có thể cắm được từ 100 đến 240V, các bác cắm thẳng vào điện lưới nhà các bác là ok các bác nhé. Thùng của nó thì cũng rất đẹp. Con này thì nó sử dụng cái công nghệ AL32 Pro Sexing Plus này. Và nó sử dụng hai con chip IC PCM1795. Và con này thì nó giải mã là từ giải mã 32 bit và DSD, tần số giải mã DSD từ 2.8 đến tới 11.2 MHz đây các bác nhé Thùng của nó đây Rất đẹp. Con này thì trên kênh em cũng có rất nhiều video review chi tiết về con đờ lông DA310 USB này rồi. Và cái model này thì nó là cái model về phần DAC thì nó là model hết số của dòng đờ lông đến bây giờ nó chưa ra con nào. Đấy rất đẹp và em cũng sẽ đo kích thước luôn cho các bác nhé để các bác có thể để vào những cái ngăn kệ nhà các bác làm sao cho nó vừa và hợp lý nhất Đây, em sẽ đo thực tế luôn cho các bác con này thì nó có chiều ngang là 18 này chiều cao em tính cả chân đi là 7cm và chiều sâu chiều sâu em tính cả cái núm volume bằng trước và thò ra một tí AV chiều sâu là 20 nhé các bác nhé Đấy. con này thì máy phun thùng xốp thì con này em bán là 8 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé 8 triệu 500 nghìn đồng Đây. rất đẹp thì các bác nhìn này Đấy. rất đẹp nha 8 triệu 500 nghìn đồng con đờ lông DA310 USB Đấy. máy phun thùng xốp con này thì bên em bán ra thì cũng sẽ uh, cũng sẽ tặng cho các bác là một dây quang và một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng nỗi 1 đổi 1. Tiếp đến nữa là một chiếc đầu DAC của Tech với mã model là Tech UD301. Con này cũng là một con giải mã 32 bit và DSD tần số tín hiệu giải mã DSD từ 2.8 lên tới 5.6 MHz còn tần số tín hiệu giải mã 32 bit từ 44 lên tới 192 và con này cũng có chỉnh volume. Hai bên của nó là hồi nhôm. Và em cũng sẽ đo kích thước luôn các bác nhé. Kích thước chiều ngang của nó là 21,5. Chiều cao cả chân là 6,2. Và chiều sâu, con này thì nó sâu hơn con đờ lông. Chiều sâu của nó là 24 các bác nhé. Hai bên là hồi nhôm đằng trước nguyên tem Hidet Audio này. Rất đẹp. Và con này thì um, máy nó về thì nó gồm có sách và dây nguồn thôi các bác nhé. Sách và dây nguồn con này nó không có thùng. Hiện tại thì em cũng có một con có thùng, Đấy. Đấy. rất đẹp, máy màu bạc, hai đường ra cùng một nút, đường à, hoa sen và ca lông này, có chỉnh volume này, đường quang này, đường vào gồm có đường quang, đường cô sen đồng trục và đường máy tính, dùng dây nguồn 3 chân. Và con này thì à, nó được à, sản xuất vào năm 2017, em cũng sẽ mở, đây, em sẽ ngửa cái đít này cho các bác xem luôn ạ. Sản xuất vào năm 2017, số seri là 1780113, điện 100V 10W 50 trên 60 hẹc, máy được lắp ráp tại Trung Quốc các bác nhé. Và tất cả những cái DAC của Tech này thì đều được lắp ráp tại Trung Quốc các bác ạ. Rất đẹp. Con này rất đẹp, con này không có một vết xước nông mèo hay nông chuột nào các bác ạ. Và con Tech UD301 này thì con này em cũng xin phép em bán con này là 8 triệu các bác nhé, 8 triệu. Tặng cho các bác là một dây quang và một dây AV Và cái mô đen cuối cùng ngày hôm nay Trong khúc DAC giải mã chuyên dụng Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc DAC của Ý Với mã tên của nó là Tên hãng của nó là Lost Star Diesel. Tên DAC là NCNCO Và con này là một con giải mã 32 bit và DSD Và con này thì nó cũng sử dụng con chip PCM1795 và con tech UD301 này cũng vậy sử dụng hai con chip PCM1795 là hai con chip giải mã 32 bit con này thì được trang bị mặt phay nhôm này con này đẹp cực kỳ luôn các bác ạ mặt phay nhôm đây nhôm nó rất dày nhá cái nhôm này của nó phải dày đến xem em đo thử thực tế này nhôm này của nó dày là 8 ly các bác ạ này 8 ly nó gồm có rất nhiều đường vào hai đường cosian hai đường quang ba đường quang vào một đường máy tính này Đó. Đây em sẽ đo thực tế luôn Chiều ngang của con này là 30 này Chiều cao cả chân Là 6,5 Và chiều sâu của con này Con này chiều sâu là cả núm AV nó là 22 đi Đấy. Rất đẹp Nắp nưng thì là Nắp nưng được sơn uh, Sơn màu đen dạng sần Các bác nhé không phải nó bị Nó noang nố đâu ạ à. Rất đẹp Một con này giải mã 32 bit 192 khz đây nút chỉnh input đây. Bật nguồn standby đây, các đèn báo tín hiệu này. Đèn báo tín hiệu cổng vào này. Con này thì um, một hãng uh, âm thanh của châu Âu, hãng của Ý thế nên các bác nhìn những cái chân AV của nó này. Cái chân AV rất xịn sò nhé, Đây là hai cổng đồng trục này, ba cổng quang này, cổng máy tính này. Đây đường A lock out này. Và con này thì uh, công tắc nguồn cũng đằng sau luôn. Đây thì uh, em sẽ ăn ra Quay cái đằng sau đây, con này là dành cho thị trường Nhật này, 100 100 V 20 W này, 50 trên 60 Hz. Và con này thì nó được sản xuất tại Ý, Made in Italia. Tên hãng của nó là Lost Star Diesel. Tên DAC là Essencio. Số seri của nó là ES14979. Đấy, chân của nó cũng rất là xịn các bác nhá, chân nhôm nhá. Đấy, rất đẹp ạ. Con uh, Not Star Diesel uh, SNCO này thì con này thì em cũng bán là 11 triệu 500 các bác nhé Con này chất âm của nó cực kỳ hay luôn Chất âm của nó cực kỳ hay 11 triệu 500 tặng cho các bác là dây AV và dây qua Đấy, Còn máy nó về chỉ có dây nguồn như thế này thôi Máy và dây nguồn Và cái bản này là bản dành cho thị trường Nhật các bác nhé Điện 100V nhé chứ không phải điện nam uh, điện của châu Âu là 230V đâu ạ Đấy. Thế thì em cũng đã báo giá cho các bác là ba chiếc DAC giải mã độc lập 32 bit ạ Vâng thì bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc đầu MD của Tatka với mã model là Tatka MD350 Con này thì máy nó về trong tình trạng là đẹp xuất sắc các bác nhé Đấy, Giải mã 24 bit và có màn hình hiển thị là màu à, phách Và con này kích thước chiều ngang của nó là 43,5 chiều cao cả chân là 9,5 và chiều sâu của nó em đo chiều sâu luôn cho các bác này chiều sâu thì tầm 30 các bác nhé chiều sâu tầm 30 Đấy, rất đẹp ạ đây cái mặt của nó đây mặt của nó rất đẹp các bác nhé con này thì cái phần ổ MD của nó là thu phát ghi xóa cực kỳ tốt không kén không vấp bất kỳ một đĩa nào Đấy. Và con này thì uh, có thông số kỹ thuật như sau Điện thì 100V và bên trong máy thì con này có thể chuyển được cầu điện sang uh, 120V, 230V và 240V các bác nhé Đấy, Nếu các bác mà thích chuyển cầu điện em sẽ chuyển cho Còn uh, nguyên bản của nó thì em vẫn để là 100V Số series của con này là 0680279 50 60 h 13 w Sản xuất vào năm 2007 Và máy được nó ráp tại Trung Quốc Và đặc biệt thì con này nó có đường calong ra, calong out đây và đường calong in này Bên cạnh đó thì có cả đường AV in nữa, đường quang tv vào đây, đường quang ra và đằng trước máy thì nó có một cái đường quang vào nữa, nó có hai đường quang vào, máy rất đẹp. này các bác nha, đây, rất đẹp. đây cái đường quang vào đằng trước đây các bác này, Đấy, thì con này nó có hai đường quang vào. MD thì thu phát khi xóa cực kỳ tốt, giải mã chuẩn 24 bit và không cần đĩa mồi, có cổng Canon ra và chất âm của con này thì nó cực kỳ hay các bác nhá. Chất âm của này cực kỳ hay. Và con này thì em cũng báo giá luôn cho các bác con tacamd MD Taka MD350 con này em bán là 3 triệu 700 000 đồng Đấy, máy không có khiển và cũng sẽ tặng cho các bác một đĩa MD, một dây quang và một dây AV. Taka MD350 màu đen. Đấy, nhà bác nào mà có âm um ni màu đen thì ghép con này thì quá cực 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 kỳ là ok rồi ạ một trong những thương hiệu nổi tiếng đến từ nhật bản và chuyên sản xuất những thiết bị phòng thu và sân khấu các bác nhé Đấy. tiếp đến nữa là một mẫu uh, soli mds g năm mẫu này thì cũng về trong tình trạng đẹp xuất sắc và mẫu này thì nó gồm có là một đường uh, một đường quang từ tivi vào một đường av ra và một đường av vào đây là những cái vết bẩn đấy các bác nhé vết này em vệ sinh nó sẽ sạch số seri của nó đây 204346 điện 100 v 13 w 50 trên 60 hạt và máy make in japan rất đẹp con này là một trong những con md của sony ngon bổ và rẻ ổ md thì à, thu phát ghi xóa tốt giải mã 24 bit và cũng không cần đĩa mồi 3.000 này Rất đẹp Nó chỉ bị một cái vết xước nhẹ chỗ này thôi Con này thì cái màn hình nó ở bên này nó không ở giữa như con tắt cam kia à. Ổ thu phát tốt, ghi xóa cực kỳ tốt, mắt phổ thông Dễ thay thế luôn cho các bác yên tâm và con này thì em cũng bán là 3 triệu 500 nghìn đồng Tặng cho các bác là một dây quang và một dây AV Và vẫn Bảo hành cho các bác là 3 tháng nổi 1 đổi một cho các bác yên tâm chiếc uh, Sony Sony gn 500 màu đen hiện tại thì um, uh, Sony màu đen mà cao cấp hơn thì em cũng có con jb920 uh, màu đen kia con kia thì nó là 6 triệu các bác nhé màu đen 6 triệu mua đen cuối cùng ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc đầu à hS7 và cái con này thì ngày hôm qua em cũng đã lên sóng rồi Hôm nay em sẽ giới thiệu lại và con này thì phụ kiện của nó thì nó gồm có khiển sách và dây nguồn Đấy. các bác mà cần cái video chi tiết review về con này thì các bác vào phần video của kênh em sẽ tìm vào ngày hôm qua là ngày hôm uh, 10 uh, 11 là các bác sẽ thấy cái video này em review chi tiết con này giờ em nói lại sơ qua con này thì nó về trong tình trạng là đẹp như mới các bác nhé đẹp tới 99% phụ kiện xịn sách khiển zin luôn ạ à. rất đẹp con này thì um, điện 100V 12W 50 trên 60 hạc và có số series là 2194GP đường vào con này nó gồm có một đường quang một đường đồng trục vào đường uh, ra thì gồm có đường layout này đường rắc GCA đấy ạ và đường digital out đấy rất đẹp ạ. Con này thì um, em cũng bán là 11 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé Đẹp cực kỳ luôn, mặt phay nhôm Đẹp xuất sắc ổ CD đọc cực kỳ nhanh, không kén, không vấp bất kỳ một đĩa nào Thì uh, model này thì bên em bán ra thì uh, sẽ tặng cho các bác là một uh, đĩa CD Một dây quang và một dây AV đấy Thì hôm nay em cũng đã giới thiệu đến cho các bác là 6 chiếc đầu giải mã Bác nào mà có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0966723489. Địa chỉ xem hàng bên em là tại cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện An Phượng, thành phố Hà Nội. Và bên em có giao hàng ship code toàn quốc. Và một lần nữa thì em Dũng cũng xin là chân thành cảm ơn các bác ạ. À.